Lướt một vòng trên Internet qua các nền tảng mạng xã hội, không khó để chúng ta bắt gặp những lời mời gọi kiếm tiền trực tuyến vô cùng hấp dẫn như thế này. Việc nhẹ, thu nhập cao, linh động về thời gian làm việc và lại nhận về hoa hồng vô cùng hậu hĩnh. Nhưng tất cả chỉ là những chiêu trò dụ dỗ, chăn dắt người dùng mạng xã hội sa chân vào bẫy lừa. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng không phải là vấn đề mới, song vì chủ quan thiếu hiểu biết mà vẫn không ít nạn nhân bị sập bẫy. Và lừa đảo kiếm tiền online vẫn là câu chuyện, biết rồi khổ lắm nhưng nói mãi. Tôi vì quá tin người nên là bị lừa kiếm tiền online, cũng không nghĩ dạy nào nó giống như dạy nào, rất là ân hận trong những cái việc làm đó. Mình cũng cảnh giác đấy, nhưng mà mình cũng không nghĩ nó lại thì nấy như thế. Khóc mà không dám để cho ai biết, tiếc thì quá tiếc luôn đấy. Bởi vì mình nghĩ mà bao nhiêu năm mình tích góp, biết là xác định là không lấy lại tiền rồi, mình cũng phải chấp nhận. Đây là lời tâm sự cay đắng của hai trong số nhiều nạn nhân bị lợi dụng lừa đảo kiếm tiền trên không gian mạng tại thành phố Uông Bí thời gian vừa qua. Nhẹ dạ cả tin cùng tâm lý hám lợi đã khiến họ bị cuốn vào ma trận lừa của tội phạm công nghệ cao với những thủ đoạn rất tinh vi. Trường hợp anh NVK, tháng 12 năm 2023, sau khi đăng nhập vào một trang web kết nối tình yêu trên Internet, anh được một tài khoản Zalo mang tên Linh Lì kết bạn, tự giới thiệu là một chủ tiệm spa ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Sau quá trình làm quen nói chuyện, tâm đầu ý hợp, thì cô người yêu online này có nhờ anh K vào đường link nostrom.encode.com để làm giúp nhiệm vụ. Nhận tài khoản do người yêu cung cấp, sau khi làm nhiệm vụ theo hướng dẫn, anh thấy trên hệ thống báo tài khoản của bạn gái đã nhận được 2 triệu đồng tiền hoa hồng. Do tò mò và được người yêu rủ dê tham gia, anh K đã truy cập vào đường link trên và được bạn gái hỗ trợ đăng ký tài khoản cá nhân. Đầu tiên, anh phải liên tiếp nạp 3 lần tiền, tổng cộng 17 triệu 900 nghìn đồng để thực hiện nhiệm vụ số 1. Sau đó, anh nhanh chóng rút được tiền gốc và hơn 2,3 triệu đồng tiền hoa hồng mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Đây chính là miếng mồi nhử khiến anh K cả tin nhiều lần chuyển tiền cho hệ thống trong 2 ngày liên tiếp. Rất tin tưởng vào bạn gái và tôi thấy cái việc kiếm tiền online nó dễ dàng quá. Đấy, sau đó thì nó nổi lên cái tâm lý là lòng tham. Đấy, sau đó thì tôi mới nhờ bạn ấy mà tạo cho một cái tài khoản để tôi sử dụng riêng cho cá nhân mình. Cái quá trình tạo tài khoản thành công thì bạn ấy cũng đã yêu cầu là mình rất nhiều lần phải chuyển tiền vào tài khoản của hệ thống. Càng đi sâu, số tiền hệ thống yêu cầu nạp lại càng nở ra, cao lên gấp nhiều lần khiến anh choáng váng. Tiền thì nạp liên tiếp, nhanh chóng, nhưng nhiệm vụ lại treo trên hệ thống, không thể hoàn thành. Anh K không thể rút được tiền gốc và tiền hoa hồng như mong đợi. Khi nạn nhân bắt đầu nhận ra điều bất thường, rồi vỡ lẽ mình đã bị lừa, ngừng nạp tiền, thì hệ thống và các liên hệ của cô người yêu đều bốc hơi, không để lại dấu vết. Tôi cũng đã chuyển tiền vào hệ thống rất nhiều lần và tổng số tiền mà tôi bị thiệt hại là 51 triệu 800 nghìn. Tâm trạng của mình lúc ấy nó cũng rất buồn. Bị lừa mất cái số tiền đấy thì nó cũng là cái lao động bằng mồ hôi công sức của mình để mà mới có được cái số tiền như thế. Là độc thân thì cũng rất là mong muốn có một người bạn gái. Cái cú lừa như thế nó lại càng thất vọng hơn nữa, gần như là gây như mình bị trầm cảm. Cũng giống như anh K, chỉ vì tin người và ham lợi mà chị DTB cũng sập bẫy các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cuối tháng 2 năm 2024, trong một lần lướt Facebook, chị tình cờ thấy một trang mua sắm tên Tiki chạy quảng cáo hàng Tokyo Line giới thiệu lì xì nhận quà đầu năm. Do tò mò, chị đã kích vào xem nội dung quảng cáo. Ngay lập tức trang này gửi tin nhắn Messenger báo chị đã may mắn nhận được phần quà là một chiếc váy. Và đây chính là miếng bánh miễn phí nằm trên bẫy. Chỉ vào lướt Facebook bình thường thôi, không có ý nào gì cả. Thế bắt đầu mới vào, bắt đầu mới tay chân mới bắt đầu mới ấy. Nên là mình muốn nhận cái phần thưởng của họ thôi. Kịch bản lừa đảo vận hành với mắt xích đầu tiên là sự xuất hiện của một nhân viên tư vấn tên Loan Ngọc nhắn tin tiếp cận chị B. Nó bảo là em cũng là người Quảng Ninh,
Em cũng hỗ trợ tư vấn cho mấy chị, mấy người rồi, họ cũng được nhận quà các thứ rồi. Thì là chỗ thì chị em mình cùng tỉnh, cùng quê với nhau thì em thì nó hỗ trợ mình. Đồng Hương đã gửi một đường link video sản phẩm, bảo chị kích vào xem. Rồi chị được hướng dẫn chuyển 250.000 đồng vào tài khoản của công ty. Ngay lập tức, chị B được hoàn tiền về tài khoản ngân hàng cá nhân 300.000 đồng. Không những vậy còn nhận thêm 85.000 đồng tiền thưởng. Thành công khi thả con săn sắt để lấy lòng tin, dụ dỗ lòng tham của con mồi. Lúc này xuất hiện thêm mắt xích thứ hai trong đường dây lừa đảo mang tên giám đốc kinh doanh. Xong nó hỏi là bây giờ chị mà muốn nhận quà ấy, thì chị em chuyển sang chị cho chị sang cái phòng giám đốc kinh doanh. Đấy, thì sang đấy thì họ sẽ hướng dẫn chị làm. Đầu tiên thì nhiệm vụ nó cũng ít thôi chứ nó không nhiều, có mấy trăm thôi. Nó lại chuyển thêm một cái nhiệm vụ mới, nó bảo chị phải hoàn thành cái nhiệm vụ này nữa. Thế là cái số tiền nó cứ tăng dần. Thế nó cứ động viên, mình bảo chị cứ làm đi chị ạ. Em đảm bảo với chị là sẽ được lấy về cả gốc lẫn lãi. Thế mình cứ tin tưởng. Khi chị B đã tin tưởng tuyệt đối, ôm giấc mộng về những phần quà giá trị tăng dần và háo hức chờ đợi khoản tiền hoa hồng siêu hời, thì việc chuyển tiền cho công ty để thực hiện nhiệm vụ được thực hiện vô cùng nhanh chóng. Song càng tiến sâu thì số tiền phải chuyển lại tăng theo cấp số nhân, gấp hàng trăm lần so với 250.000 của nhiệm vụ 1. Trong đó mức cao nhất công ty đưa ra là suýt soát 150 triệu đồng. Các đối tượng lừa đảo đã thành công bắt được con cá rô khi tổng số tiền chị B chuyển vào và mất cho các đối tượng là gần 240 triệu đồng. Mình phải chuyển tiền mất hơn chục lần. Thì đến lần thứ 8 hay 9 ấy, thì nghi ngờ. Đến lần cuối cùng nó bảo là chị nộp tiền vào để chị thu hồi lại cả vốn lẫn lãi, lẫn hoa hồng ấy. Nhắn tin cho bên giám đốc kinh doanh thì bảo là chị làm mỗi sàn lốt cái nhiệm vụ này là xong. Thế lúc bảo là thế bây giờ chị không có thì bây giờ làm nào, thế chị cứ cố gắng vay mượn đâu các thứ. Nó gửi cho cái cách nạp ấy, cách nội dung chuyển ấy. Thì đến lúc sai nó bảo chị ơi hệ thống báo chị chuyển sai nội dung. Đấy, lúc đấy là biết là mình đã bị lừa ấy. Không giấu, không dám cho ai biết. Lúc đấy nói thật là mình mất nhiều tiền, là mình khóc nhiều lắm. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm là mình mất hết đấy. Không chỉ có anh Ca và chị B sập bẫy tội phạm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sau một thời gian tạm lắng, hiện hình thức lừa đảo kiếm tiền online có dấu hiệu nóng trở lại với rất nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong 8 tháng đầu năm 2024, Công an thành phố Uông Bí đã nắm bắt và tiếp nhận thông tin trên 10 vụ việc nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong đó chủ yếu là lừa đảo bằng hình thức kiếm tiền online với số tiền bị chiếm đoạt lên đến trên 1 tỷ đồng. Hình thức tội phạm sử dụng lừa đảo rất đa dạng. Dụ dỗ nạn nhân tham gia ứng dụng kiếm tiền, thực hiện nhiệm vụ, đóng tiền làm nhiệm vụ, tuyển dụng việc nhẹ lương cao tại nhà như mua sản phẩm về làm tại nhà, gửi cọc để nhận sản phẩm v.v. Công thức chung sẽ là tạo lòng tin ban đầu với nạn nhân, dùng hoa hồng lợi nhuận để dẫn dụ con mồi vào bẫy, rồi thao túng tâm lý, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP, từ đó chiếm quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng cá nhân, rồi khoáng sạch. Phổ biến nhất là tội phạm đường mật khéo léo, thúc giục con mồi tự nguyện nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu. Em sẽ thanh toán trước là 50 triệu đi, để anh sẽ xin thêm thời gian cho em sang đến ngày mai, không bây giờ người ta đóng băng tài khoản của em đấy. Dạ vâng ạ. Hiện tại của em ấy, cái tổng lợi nhuận của em là có 89 triệu thì em chuyển trước 50 triệu thì ngày mai em xin chuyển là còn cái phần còn lại thôi, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Nhanh lên khẩn trương lên là anh để đợi chút đấy xin thông tin cho em. Dạ vâng ạ. Công thức chung đi đến kết quả tương đồng là tiền thì không cánh mà bay. Các nạn nhân ngã ngửa, cay đắng khi biết mình sập bẫy lừa đảo. Đối tượng và lứa tuổi mà tội phạm lừa đảo hay nhắm đến chủ yếu là nhóm đối tượng học sinh sinh viên, nhân viên văn phòng và công chức nhà nước. Có một số nhỏ là các bác đã nghỉ hưu. Các lứa tuổi thì chủ yếu là lứa tuổi trung niên và thanh niên. Bởi vì là nhóm này đã có cái số tiền tích lũy và đang có cái tâm lý là muốn kiếm thêm nhiều tiền. Thế là các cái đối tượng lừa đảo là thường xuyên là tác động vào cái nhóm đối tượng này. Trên thực tế, các cái vụ việc mà cơ quan công an nắm được nó chỉ là một cái phần đổi của cái tảng băng chìm ấy thôi. Đấy, cơ quan công an nắm được thì chỉ là các cái vụ việc mà người dân đến cơ quan công an để trình báo. Chứ nhiều người dân là chỉ đến thông báo thôi. Tôi chỉ đến tôi thông báo cho cơ quan công an là biết là tôi bị lừa. Và tôi lo sợ là cái thông tin của tôi là bị lộ lọt.
biết là cái số tiền của tôi là sẽ mất, không lấy lại được, nên là tôi cũng không trình báo gì cả. Mạng ảo nhưng bị lừa đảo mất tiền là thật, và cơ hội để lấy lại số tiền đã mất vô cùng mong manh. Xác định là lừa đảo rồi, nên là các đối tượng là thường là sử dụng các cái mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, Zalo, Telegram hoặc là một số cái tài khoản mạng xã hội khác, là hầu như là sử dụng là danh tính giả, mà là các đối tượng đi mua hoặc là đi chiếm quyền sử dụng của các cái người dùng khác. Cái tài khoản ngân hàng ấy là các đối tượng là sử dụng tài khoản do mua lại của người khác, hoặc là dùng cái giấy tờ chứng minh giả để tạo cái tài khoản ngân hàng đấy, dẫn đến là cái việc điều tra của cơ quan công an là rất là khó khăn. Mà cái tiền của bị hại khi mà đã bị lừa thì là có cái xác suất lấy lại là cực kỳ thấp, bởi vì là các cái nguồn tiền đấy là hầu như là đã được chuyển đến cái tài khoản đích, là tài khoản của một cái người dùng ở nước ngoài. Đặc biệt thời gian gần đây thì là một số người dân đã bị lừa đảo rồi lại tiếp tục lại sa vào cái bẫy lừa đảo kép của các cái đối tượng, trong đó là các đối tượng là sử dụng các cái mạng xã hội giả danh là các cái cơ quan công an hoặc cơ quan pháp quyền gì đấy, ví dụ như là các cái hội nhóm đặt tên là giúp đỡ người dân lấy lại tiền đã bị lừa đảo hoặc bị treo trên sàn chứng khoán. Nhưng thực tế ra là đấy lại là một chiêu bài lừa đảo mới của các cái nhóm lừa đảo. Lừa đảo kiếm tiền online là một trong 24 hình thức lừa đảo trực tuyến được Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân. Thời gian qua, để chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân qua không gian mạng, Công an thành phố Uông Bí đã tập trung khai thác tối đa ưu thế hoạt động truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, phối hợp xây dựng các bài viết tuyên truyền về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, phát trên các kênh truyền thông của ngành và địa phương, tăng cường tuyên truyền trực tiếp, phổ biến pháp luật cho người dân và qua nhóm Zalo phòng chống tội phạm của 100% khu dân cư. Cùng với đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các ngân hàng đã có thêm biện pháp bảo vệ tài khoản khách hàng bằng xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng. Đây là công cụ hữu hiệu chống lừa đảo trực tuyến, thu hẹp phạm vi hoạt động của đối tượng lừa đảo, góp phần loại bỏ các tài khoản ngân hàng rác. Những nỗ lực của các cơ quan hữu quan đã và đang góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, sức đề kháng cho người dân và ngăn chặn các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo kiếm tiền online nói riêng và tội phạm lừa đảo qua mạng nói chung. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề hết sức nan giải nếu người dân không chủ động phòng ngừa. Công an thành phố Uông Bí khuyến cáo, thứ nhất là người dân phải tự nâng cao cái ý thức cảnh giác, tự bảo vệ mình trước khi hoạt động giao dịch với bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào, phải tìm hiểu kỹ đến tận nơi làm việc, rồi thì xác định một cách cụ thể, sau đó mới tính toán đến việc hợp đồng, chuyển nhượng, chuyển tiền. Khi không rõ người, rõ việc thì không chuyển tiền. Cái thứ hai nữa là không cung cấp bất kỳ mã OTP nào cho bất kỳ ai. Khi vụ việc xảy ra thì phải nhanh chóng dừng giao dịch và đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc, để hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra. Quay trở lại với câu chuyện của anh K và chị B, không cái dại nào bằng cái dại nào khi tin vào giấc mơ không có thật việc nhẹ lương cao trên mạng. Vỡ mộng tình yêu, vỡ mộng làm giàu là những cái kết đắng mà các nạn nhân phải gánh chịu khi mắc mồi lừa đảo. Đây cũng là bài học cảnh giác cho những ai nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết nhưng lại thừa lòng tham. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Nếu mỗi người không nâng cao ý thức cảnh giác và kỹ năng phòng ngừa, thì câu chuyện lừa đảo kiếm tiền online, lừa đảo trên không gian mạng vẫn sẽ là biết rồi, khổ lắm, nhưng nói mãi.